Amen. Come on down to man. Does putting down and judging homosexual. Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp âm thanh tương tự, bài 42. Từ vựng tiếng Nhật. Theo phương pháp âm thanh tương tự bài 42 số 1 là T là cái tai ạ, là T-U-Chu-Na-Gu là nắm tay. Số 2 là mê là mắt, mê là con mắt. Tô-Si Lưu là nhắm mắt. Số 3 là tai là cái rô hồng. Tai là cái rô hồng là tai ố chư rư là cá câu cá rô hồng. Số 4 là ô y rư, bộ rư nghĩa là nhớ. Cô tu bô hay rư là nhớ từ vựng. Số 5 là ha ha là mẹ, là ha ha tô mưu sư mê mưa sư mê ngủ quá do cư ni tê rư là mẹ và con gái rất giống nhau. Số 6 là y sư là cái ghế, là y sư đế nê rư nghĩa là ngủ bằng ghế. Số 7 là A-G-R-U. A-G-R-U nghĩa là tổ chức. A-G-R-U nghĩa là giơ tay. Số 8 là con iro, tức là màu xanh sẫm. Con iro
Toan Hiro Kimono Kimono Phố Kiri là loại kimono màu xanh sẫm mà khi kimono màu xanh sẫm tê tê cái tai tê ốm chư nà gừng là nắm tay mười mười là con mắt mười ốm tô di rư là nhắm mắt tai tai là cá rô hồng tai ốm chư rư là con cá rô hồng ô ba và ô ô ô hê rư ô à ô ô hê rư cô cô tô ba ố ô ô hô ê rư là nhớ trường vựng ha ha là mẹ ha ha là mẹ ha ha tố mười sư mê quá do cư lý tê tê y rư là mẹ và con gái rất giống nhau y sư cái ghế y sư đế nê rư là ngủ bằng ghế là a kê rư tổ chức tê ố a kê rư là giơ tay con iro là màu xanh sẫm con iro no kimono ố kê rư là mặc kimono màu xanh sẫm. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp âm thanh tương tự bài 42.